Chào các bạn, đây là sản phẩm mình nhận được. Cái mẫu đèn này thì mình mua trên Shopee với giá là đây, với giá là 283.000, giá gốc nó là 890.000 các bạn. Mình săn sale được là 301.000 sau khi áp mã giảm giá luôn, thì chỉ còn 283.000 thôi. Đây, công suất của nó là 60W nha các bạn. Đây là chi tiết vỏ hộp ha, bên ngoài nó ghi là 60W, cường độ ánh sáng là 600 lumen. Đây, thân đèn được làm bằng nhựa ABS, nó sử dụng pin lithium, tấm pin của nó là tấm pin poly, có remote điều khiển luôn ha. Đây là model của nó đây, BVC050 LED 6 ha. Đây là tem thông số của nó nha các bạn. Nó sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời là có công suất là 5W. Cái hộp đóng nhìn khá là đẹp và chỉnh chu nha các bạn. Đây là chi tiết bên trong. Bên trong nó sẽ gồm có một tấm pin năng lượng mặt trời, một cái giá đỡ tấm pin ha. Đây là đèn, sách hướng dẫn, remote điều khiển, mấy con ngóc bắt nha các bạn. Một bộ sản phẩm của đèn sẽ gồm có một tấm pin năng lượng mặt trời, một thân đèn, remote điều khiển, bộ phụ kiện ngóc bắt và sách hướng dẫn nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi chi tiết tấm pin trước. Đây, tấm pin này thì có bề mặt bằng thủy tinh, các sơ pin thì khá là ok, không có nứt vỡ gì ha. Đây nó đang sử dụng sơ pin là sơ pin poly nha các bạn. Nó sẽ được đóng trong một cái khung bằng nhôm khá là chắc chắn luôn. Đây là tem thông số của tấm pin. Tấm pin này là tấm pin 5V 5W, có cái dòng đỉnh là được 1A. Kích thước của tấm pin là 240 x 175 x 16 mm. Kèm theo tấm pin thì nó sẽ có một đoạn dây dẫn. Đoạn dây này dài tầm 2m nha các bạn. Và đặc biệt là đây, dây này nó đang sử dụng một đoạn dây kích thước khá là to luôn. Đây các bạn thấy rõ ha, kích thước của nó khá là to luôn nha các bạn. Nó to hơn hẳn các cái đèn năng lượng mặt trời bình thường giá rẻ khác luôn ha. Dây này rất là to luôn. Đây, kèm theo tấm pin thì nó sẽ có thêm một cái chân cho mình bắt vô nha các bạn. Đây là chi tiết thân đèn. Thân đèn thì được làm bằng nhựa ABS, có màu kiểu như màu xám. Mặt trên thì nó in logo Philips đây. Ở đây thì nó đang sử dụng tổng cộng là 48 chip LED. 48 chip LED nha các bạn. Cái chó của nó thì làm bằng làm cái kiểu lồi ra ha, kiểu như các cái đèn chống chó. Này, kích thước của nó cũng khá là nhỏ nha các bạn. Mình sẽ đo kích thước chi tiết của thân đèn. Chiều dài của nó chỉ 15 cm thôi. Chiều rộng là 12 cm ha. Kích thước khá là nhỏ luôn. Mà mình cầm mà cũng thấy khá là nhẹ tay nha các bạn. Vì cái vỏ này, cái vỏ nó là bằng nhựa hết luôn. Là bằng nhựa hết luôn nha các bạn. Chỉ có cái chân này là bằng sắt thôi, còn lại thì bằng nhựa hết. Đây là cái đầu dây kết nối vô tấm pin năng lượng mặt trời. Đây là remote điều khiển nha các bạn. Trên remote này thì nó có khá nhiều chế độ luôn. Thiết kế cái kiểu dáng thì khác hẳn các cái đèn năng lượng mặt trời bình thường nha các bạn. Đây, các chế độ trên remote đây. Bật tắt, chế độ auto. Chế độ sáng mạnh nhất đây, chế độ sáng 20%. Sáng liên tục 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ. Chế độ này thì cũng tương đương như chế độ auto nha các bạn. Đây, các chế độ thì trong sách hướng dẫn nó có hướng dẫn chi tiết cho mình luôn. Sách hướng dẫn này thì nó có tiếng Trung, tiếng Thái và tiếng Anh luôn nha các bạn. Này, đây là hướng dẫn các chế độ ha. Nếu như các bạn mà bật chế độ auto thì đèn nó sẽ sáng mạnh ở sáng mạnh 40% ở nửa giờ đầu. Sau đó thì nó sáng 20% ở 3 giờ tiếp theo và sáng 10% tới khi hết pin. Chế độ auto nha các bạn, nó không có sáng 100% độ sáng đâu ha. Thì trừ các bạn chỉ bật chế độ full đây, chế độ sáng full thì nó mới bật 100% độ sáng tới khi hết pin. Mình muốn sáng mạnh nhất thì mình phải bật tay nha các bạn. Nếu auto thì nó chỉ sáng 40% thôi. Đây, đây là các chế độ khác ha. Đây, mấy chế độ hẹn giờ cũng vậy luôn nha các bạn. Đó, nó sẽ nếu hẹn giờ 2 giờ thì nó sẽ sáng mạnh 100% ở 100% đây, ở 1 giờ đầu. Sau đó thì sẽ là sáng 50% tới khi bưng yếu. Đây, nó tùy theo chế độ, nó nhiều chế độ lắm ha. Rồi, giờ mình sẽ kết nối
tân đèn vô tấm pin năng lượng mặt trời nha các bạn. Để mình thử chế độ auto của đèn trước ha. Các cái đầu dắt kết nối khá là to và dày dặn luôn nha các bạn. Đây, khi kết nối tấm pin vô thân đèn thì trên đèn nó báo cái đèn đỏ báo sạc này ha. Đây, giờ mình sẽ thử chế độ auto nha các bạn. Như khi trời tối đây. Khi chưa đói đèn sẽ tự bật ha. Khi trời sáng đèn tự tắt lên. Nếu chế độ auto thì đây chỉ là độ sáng mức sáng 40% thôi nha các bạn. Nếu các bạn muốn sáng mạnh nhất thì mình phải bật tay ha. Đó, đây là sáng 100% độ sáng ha. Độ sáng thì mình thấy cũng khá là ok nha các bạn. Đây, độ nó là độ mức sáng của nó là 600 lumen ha. Sáng trăm các bạn. Sáng 20% đây. 40% chứ. Đây, chế độ này là sáng 40% ha. Sáng 100%. Giờ mình sẽ khui ra xem nội thất bên trong của đèn luôn nha các bạn. Đây, ở đây mình thấy có mấy con ốc ha. Đây, trên thân đèn đây nó có ghi luôn cái tiêu chuẩn chống nước là IP65 ha, 600 lumen. Này mua đèn nữa nó thôi. Rồi, đây là chi tiết bên trong đèn sau khi mình tháo ra được nha các bạn. Đầu tiên là cái mặt trên của nó nha các bạn. Đây, cái mặt chó này nó làm bằng nhựa chứ không phải là bằng kính nha các bạn. Đây, làm bằng nhựa ha. Các cái chó thì nó làm bằng kiểu cầu lồi để giúp tản sáng tốt hơn ha. Đây là cái mặt led trứng. Mặt led trứng thì nó sử dụng là 48 chip led. Ở đây thì chip led thì mình cũng không thấy nó ghi rõ đây nó đang sử dụng chip led gì nha các bạn. 48 chip led ha. Đây là chi tiết các linh kiện bên trong mặt led đây. Mặt sau thì là bằng nhôm tản nhiệt. Bên trong thì nó đang sử dụng một viên pin 32650 ha. Đây. Viên pin này có dung lượng là 5A, có ngày sản xuất luôn nha các bạn. 15 tháng 11 2022. Về khoảng trống thì ở đây mình thấy nó còn đủ khoảng trống để mình độ thêm một viên pin vô đây được đó nha các bạn. Đây, các bạn nào muốn độ thêm pin thì có thể độ thêm một viên pin vô đây nữa ha. Rồi, thực tế thì nếu với giá gốc là gần 900.000 thì với cấu hình như vậy thì mình thấy giá nó khá là cao nha các bạn. Giá khá là cao luôn ha. Mình mua với giá khuyến mãi thì chỉ có 283.000 thôi thì thấy cũng ok. Còn việc mà để bỏ ra khoảng 900.000 mà mua cái đèn với cấu hình như vậy thì thấy khá là chát nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đợi trời tối và test độ sáng thực tế của đèn này nha các bạn.